Cô thân chào các bạn, thì hôm nay cô sẽ chia sẻ cho các bạn là cái con số ngày sinh tốt nhất và cái ngày sinh xấu nhất. Thì cái này cô dựa theo cái thuật mà thuật cân xương đoán số. Thì những cái người nào mà sinh vào những cái giờ, những cái ngày nào thì được cái sự mà tốt đẹp nhất, được nhiều cái cân lượng nhất. Ví dụ như bây giờ cái người mà sinh vào cái ngày xấu nhất đó là chỉ có 0,5 chỉ. Còn cái người mà sinh vào cái giờ, cái ngày tốt nhất đó là được 1,8 lượng. Thì như vậy nó có hai cái sự khác biệt rõ ràng. Và chúng ta thì từ từ chúng ta phân tích xem nó tại sao nó tốt và nó tại sao nó xấu như vậy. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu nha các bạn. Thì ngày sinh mà xấu nhất á, là cái ngày sinh thế này. Là cái ngày mà theo cô sự mà phân tích của cô, đó là cái ngày mà u ám nhất, nhiều âm khí nhất. Nghĩa là cái cuộc đời của những cái người mà sinh vào cái ngày này á, thì sẽ gặp nhiều cái sự mà không may mắn, không thuận lợi đến với mình. Cuộc đời mình có nhiều cái phong ba, có nhiều cái bão táp. Giống như là mình sinh ra trong cái ngày mù sương, một cái ngày tối tăm nhất, cho nên mình phải dạch sương mù, mình phải vén, mình phải làm sao phá tan cái màn mây đen đó để mà mình đi đến, tìm đến cho mình một cái sự mà hanh thông, một cái sự thuận lợi cho mình. Và những cái người mà sinh vào cái ngày này là những cái con người khỏe, nói là rất là tài giỏi chứ không phải là dở đâu. Người ta rất là tài giỏi, người ta phải chống đối với cái phong ba bão táp. Người ta phải có cái sự kiên trì, có cái sự nhẫn nại để mà đấu tranh với cái cuộc sống. Thì ví dụ như con nữa, những bạn nào mà có biết về cái tử vi đầu số thì mình có thể là ví như những cái người mà có cái mệnh mà vô chính diệu vậy đó, là phải con người này nó không được nhiều may mắn, nhưng mà con người này nó dễ thích nghi với cái hoàn cảnh, thích nghi với cái cuộc sống. Thì những người đó là những cái người có cái ngày sinh là 30 và mùng 1 âm lịch nha các bạn. Thì đặc điểm của cái người sinh vào cái ngày 30 mùng 1 là những người nam thì nó cứng rắn bướng bỉnh thì chúng ta không nói gì, nhưng mà nếu là nữ thì cũng cứng rắn, cũng là phá cách dữ lắm. Thì chúng ta nghe và chúng ta ngẫm thử coi mình sinh vào nào, vào có vào cái giờ đó hay không, thì các bạn hãy cho cô biết để chúng ta có cái sự phản hồi, để chúng ta có biết được cái nhà. Như vậy cái nhận định của người xưa nó có chính xác và cái độ chính xác nó là bao nhiêu nha các bạn. Vừa chia sẻ với các bạn là cái ngày sinh xấu nhất, thì bây giờ cô đến cái ngày sinh tốt nhất. Cái ngày sinh tốt nhất theo cái thuật cân xương đoán số, đó là những cái ngày mà khi mà chúng ta sinh ra chúng ta được đến 1,8 chỉ, nghĩa là 1 chỉ 8 lượng. Đó là cái ngày 18 và cái ngày 26. Thì những cái người này sinh ra vào những cái giờ này thì rất là thông minh, được nhiều cái may mắn, được nhiều cái quý nhân phù hộ. Cái cuộc đời của mình nó có thuận lợi, rất là hanh thông, may mắn về bạc, về tiền, về cái hôn nhân, về cái cuộc đời của mình. Có nhiều cái phúc khí, có nhiều cái phần tốt lành, những cái khí phúc khí tốt lành đang đón chờ mình. Thì những cái người đó là những cái người có cái ngày sinh mà cao số nhất, điểm cao nhất, điểm đẹp nhất trong 30 ngày đó nha các bạn. Tiếp sang nữa là cái ngày chỉ số nó là 1 lượng 7. Các bạn đoán biết ngày đó là cái ngày nào không? Thì đó là cái ngày 14 và cái ngày 16. Hai cái ngày này là những cái người nào sinh ra thì giống như mình sinh ra được trong cái sự sáng lạn, trong cái sự mà
sáng lạng, đẹp đẽ. Cái cuộc đời của mình có nhiều cái sự rực rỡ, tương lai đằng trước đang chào đón mình. Những người nam nữ mà sinh vào cái ngày này là tính tình là hiền lành, rất là ôn nhu, thanh lịch, dễ mến, dễ yêu. Và cái người này đó cũng có nhiều cái phúc khí của ông bà cha mẹ để lại cho mình, cho nên mình được hưởng cái hồng phúc đó. Thì các bà hãy ngẫm coi có đúng như vậy không. Những bạn mà sinh ngày 14 và ngày 16 âm lịch nha các bạn, tiếp sang cái người mà, những cái người mà sinh vào cái ngày mà được một chỉ sáu, một lượng sáu chỉ đó, là như vậy chúng ta biển nè, nó cao, nó đứng thứ ba sau khi mà đứng thứ nhất là 1.8 nè, 1.7, còn mình là 1.6. thì như vậy mình sinh ra vào những cái ngày này là những cái ngày may mắn, những cái ngày thuận lợi tốt đẹp cho mình. Và khi mà mình được cái nhiều cái hồng ân của ơn trên đường xuống thì mình được cái thuận lợi, tiền bạc của mình hanh thông, cuộc đời của mình có nhiều cái cơ hội để mà thăng hoa, để mà chúng ta được có nhiều may mắn thuận lợi trên cái đường công danh, trên cái con đường sự nghiệp cũng như về cái đường hôn nhân của mình. Đó là cái ngày 29 và cái ngày mùng 10 của trong cái tháng. Thì bây giờ chúng ta biết là cái ngày xấu nhất là chúng ta phải bươn chải nhiều nhất, chúng ta phải vật lộn với cuộc sống. Còn những cái ngày mà tốt đẹp thì chúng ta giống như là chúng ta là sinh ra được ngậm thìa vàng, chúng ta được có nhiều cái may mắn, nhiều cái thuận lợi trong cái cuộc sống. Nhưng mà đây giới là chỉ là nói về đến cái ngày sinh. Chúng ta còn cái tháng sinh nè, cái giờ sinh và cái năm sinh nữa nha các bạn. Khi mà chúng ta xem thì chúng ta không thể nói ở một cái địa, ở một cái khía cạnh là cái ngày sinh của mình tốt, là cuộc đời của mình tốt, mà nó phải là đi vào bốn yếu tố căn bản đây nha các bạn. Thì muốn biết cuộc đời của mình như thế nào thì các bạn phải nhớ tìm hiểu. Nếu mà còn cha còn mẹ và còn những người lớn thì chúng ta phải cố gắng, chúng ta hỏi thử mình sinh vào ngày nào để mà mình biết đoán được một phần cái cuộc đời của mình. Thiên cơ nó sẽ hé lộ cho mình khi mình biết được tường tận về cái ngày sinh tháng đẻ của mình. Thì dẫu cho bạn sinh vào cái ngày xấu nhất và hoặc là bạn sinh vào cái ngày tốt nhất, thì cái căn bản của chúng ta phải là đức thắng số. Chúng ta phải làm những việc thiện, những việc tốt thì cái chuyện tốt lành của chúng ta sẽ đến. Còn nếu mà chúng ta đã sinh ra nhầm cái giờ, ngày giờ xấu thì nó cũng sẽ quán đổi cho chúng ta, chứ không phải nó ở cái mức độ là xấu hết. Mà chúng ta sẽ được thay đổi khi mà cuộc sống của chúng ta thay đổi, nhận định của chúng ta thay đổi, và tư duy của chúng ta thay đổi, hành động của chúng ta thay đổi khi mà chúng ta hướng con người mình vào cái chân, cái thiện, cái mỹ. Thì nói với các bạn để các bạn biết rằng chủ yếu của cuộc đời này là cái sự tốt đẹp, chân thiện mỹ của cái bản thân mình, chứ không phải hoàn toàn dựa vào cái ngày sinh tháng đẻ của mình đâu các bạn ạ. Có, nó có một cái phần quan trọng, nhưng mà chúng ta có thể thay đổi được cái số mệnh của chúng ta nha các bạn. Bài chia sẻ cho các bạn đến đây là hết. Thì thân ái chào các bạn, chúc các bạn vui vẻ và hạnh phúc, nhiều sức khỏe.